But I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh review sản phẩm loa công nghệ của Thành Lâm Mia ngày hôm nay. Một sản phẩm mới vừa ra mắt của nhà JBL, một thương hiệu đến từ Mỹ. Đấy là dòng Flip, một trong những dòng Flip, Flip Essential phiên bản 2, thứ hai. Và trên tay của mình đây chính là phiên bản JBL Flip Essential 2 của nhà JBL. Các bạn có thể nhìn thấy qua cái clip mà mình vừa đập hộp sản phẩm ấy, thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm ở chiếc hộp. Chúng ta vẫn phải trải nghiệm xem nó có gì mới không thôi, nhưng mà không có gì mới cả. Đấy là phụ kiện thì chỉ có một cái sạc Type-C này hết, và một số cuốn sách hướng dẫn sử dụng mình sẽ đặt sang một bên. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Thì nhân vật chính của chúng ta các bạn có thể nhìn thấy được là cũng không có gì khác nhiều với những cái mẫu loa của nhà JBL. Thiết kế hình trụ nhỏ gọn, dễ mang đi với những phím chức năng căn bản. Bluetooth, tăng giảm âm lượng, power play. Phía sau là nút phím power cộng với cái cổng để chúng ta sạc. Và đây là cái dây sách để chúng ta mang đi, với một cái lớp vải rất là mạnh mẽ xung quanh. Hai bên là hai cái bát thủ động, bát shift radiator. Khi chơi chúng ta sẽ nhìn vào cái chỗ này rất là đã. Và mình thấy ở cái con Flip Essential này cũng một đặc điểm mình chưa update lắm so với những bản của năm nay, đấy là phần logo. Thì hầu như những con như con chạc năm, những cái con vừa ra mắt bong bóc mới ấy, thì cái logo nó đã thiết kế theo kiểu khác rồi, to hơn rồi, chứ nó không phải là một cái dạng nhỏ trong cái trên một cái nền như này nữa. Đấy là một cái ý đồ của hãng gì thì mình cũng không rõ lắm. Thứ hai là thiết kế thì nó cũng không khác gì cái phiên bản trước của nó. Và với mức giá thì chúng ta phải cạnh tranh trực tiếp với con Flip 6, cũng là một dòng Flip, và nó chỉ chênh nhau có vài trăm nghìn thôi. Ngoài ra thì có những chương trình khuyến mãi quà tặng thì mình sẽ bỏ qua, và các bạn có thể tìm hiểu từng nhà bán một xem là có quà tặng gì nhé. Nhưng mà nó với con Flip 6 giá rất là chênh nhau không nhiều, chỉ có vài trăm nghìn thôi. Vì thế chúng ta hôm nay vừa review con này, vừa phải so sánh một chút với con Flip 6, mà clip của nó mình đã làm trên kênh Thành Lâm Media rồi, bạn Thái đã làm rồi. Đấy, thì đầu tiên là về thiết kế thì mình thấy là không có gì khác biệt cả. Còn về thông số kỹ thuật thì chúng ta sẽ có là thời lượng chơi của con này lên tới 10 tiếng, một thời lượng chơi khá là thoải mái. Tuy nhiên thì nó lại thua con Flip 6 2 tiếng. Flip 6 là 12 tiếng. Cái output power con này là 20W và con Flip 6 là 30W. Có nghĩa là nó đã có cái sự khác biệt với con Flip 6 ở đây rồi. Về kích thước và trọng lượng thì nó nhỏ hơn con Flip 6 một chút thôi, không quá nhiều. Nếu nhìn qua thì chúng ta có khi không để ý được. Và nó có cái tính nhỏ gọn, tinh gọn hơn. Có một cái về kết nối thì con Flip 6 nó hơn con này, đấy là BattyBox. Kết nối nhiều loa cùng một lúc qua công nghệ BattyBox thì con Flip 6 có, con này thì không. Chống nước thì hai con này đều chống nước. Một bên thì IP67, bên là IP7. Đấy là tất cả những cái thông số kỹ thuật mà con JBL Flip Essential 2 này nó khác với con Flip 6, giá trên nhau vài trăm nghìn. Và với một mức giá là hơn 2 triệu đồng thì cái con Flip 6 hay con này đều là một những cái dòng loa rất là đáng cân nhắc để mua. Vừa có thể nghe trong nhà được và vừa có thể mang đi được, rất nhỏ gọn. Cái này có thể được vừa ba lô luôn, chứ không phải là chỉ phải mang đi bằng những cái thiết bị to đâu, mà nghe trong nhà sẽ khá là ổn, đặc biệt trên bàn làm việc giống như là không gian mình đang quay đây. Ngoài ra thì các bạn có thể để thấy một điều, đấy là cái bao bì của cái con Flip 6 này, con Flip Essential này, nó đã có một cái sự thay đổi, không phải về thiết kế mà về bên trong nó. Đấy là tính thân thiện môi trường. Nó khá là giống cái con Onyx 8 vừa ra mắt mà mình đã làm clip trên kênh của Thành Lập Media. Thân thiện môi trường ở đây là cái mực in trên bao bì của nó. Mực in này các bạn có thể nhìn thấy. Những cái mực in trên bao bì này đã làm bằng đậu nành, có nghĩa là có thể tái chế và thân thiện môi trường. Một số chứng chỉ về bao bì đã đạt được đây, sử dụng này, chứng chỉ eco-friendly packaging. Đây, những người yêu môi trường chắc hẳn sẽ khá là thích với lại cái update này của hãng. Bluetooth con này thì nó vẫn là 5.1, một cái chuẩn Bluetooth kết nối thoải mái để các bạn có thể
nghe bất cứ một cái nhu cầu nào. Đấy. Con này nó cũng không có gì nhiều để chúng ta phải đánh giá, nó chỉ có một số update và cái mức giá là chiết khấu mới thôi. Thì các bạn có thể đến ngay trực tiếp tại cửa hàng 36 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội của Thành Lâm Media hoặc 464 Ngô Gia Tự, quận 10 của chi nhánh Hồ Chí Minh để chúng ta nghe trực tiếp con này và những con khác để chúng ta lựa chọn. Còn về mức giá, chất lượng, bề ngoài thiết kế thì mình vẫn đánh giá con Flip này vẫn là một trong những con rất đáng cân nhắc để chúng ta sắm trong mùa hè 2022 hay 2023 sắp tới. Nhỏ gọn, dễ mang đi, dùng cho cả nhu cầu thể thao và trong nhà trong lúc làm việc. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần nghe test âm thanh trực tiếp trên chiếc con Flip Essential 2 đến từ nhà JBL.